Các nghiên cứu cho thấy là việc chúng ta ăn quả bơ điều độ sẽ giúp giảm vòng eo của chúng ta cũng như giúp giảm cân nặng của chúng ta nếu chúng ta ăn điều độ. Việc chúng ta sử dụng bơ để giảm cân nó như là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta ăn điều độ thì nó sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Nếu chúng ta ăn với một lượng quá mức quá nhiều thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta tăng cân nhanh chóng. Xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điệp Điền Vlog của mình. Bơ được biết đến là một loại trái cây nhiệt đới, có hương vị thơm ngon, béo ngậy, bổ dưỡng. Không chỉ vậy, bơ còn được sử dụng rất là nhiều trong việc làm đẹp da của chị em phụ nữ. Vậy thì bơ có công dụng như thế nào đối với làn da và cơ thể của chúng ta? Thì video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo thêm nhé. Công dụng đầu tiên của bơ đó chính là giúp cấp nước cho da và ngăn ngừa tình trạng da bị lão hóa sớm. Hàm lượng dầu tự nhiên trong quả bơ sẽ giúp thấm sâu vào làn da, giúp nuôi dưỡng làn da, giúp cấp nước cho da và ngăn ngừa tình trạng da bị lão hóa sớm. Công dụng thứ hai của quả bơ đó chính là giúp ngăn ngừa các tổn thương. Bơ còn có khả năng bảo vệ làn da của chúng ta trước những tác hại từ môi trường bên ngoài. Trong quả bơ có chứa hàm lượng lớn vitamin E, vitamin C, có tác dụng chống lại các gốc tự do. Và các gốc tự do này chính là nguyên nhân khiến da của chúng ta bị xuất hiện nếp nhăn và bị lão hóa da. Và trong bơ cũng chứa một hàm lượng lutein, và đây là cái chất giúp tăng độ đàn hồi cho da. Chính vì vậy mà giúp da của chúng ta được trẻ hơn và ngăn ngừa lão hóa cho da cũng như là ngăn ngừa tình trạng tổn thương trên da. Công dụng tiếp theo của quả bơ đó chính là làm dịu làn da bị bỏng rát do cháy nắng. Trong quả bơ có chứa hàm lượng lớn axit lactic, axit lauric, protein, vitamin, chất béo vân vân, và những cái chất này có tác dụng là giúp làm dịu da và giảm tình trạng bỏng rát do cháy nắng. Đồng thời nó còn giúp chống viêm, kháng khuẩn và điều trị nám hiệu quả. Công dụng tiếp theo của quả bơ đó chính là giúp làm sạch da. Trong quả bơ có chứa một hàm lượng lớn vitamin A, và vitamin A được biết đến như là một chất tẩy tế bào chết nhẹ cho da, giúp da của chúng ta sáng hơn, khỏe hơn và mịn màng hơn. Công dụng tiếp theo của quả bơ đó chính là giúp giảm quầng thâm mắt cho da. Trong quả bơ có chứa hàm lượng lớn vitamin E và dầu chất cấp ẩm. Chính vì vậy mà quả bơ giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da vùng mắt, giúp da vùng mắt được cấp ẩm đầy đủ, nuôi dưỡng làn da và xóa mờ các quầng thâm ở vùng mắt rất là hiệu quả. Công dụng thứ năm của quả bơ đó chính là giúp dưỡng tóc và móng. Trong quả bơ có chứa hàm lượng lớn biotin, và biotin chính là một trong những cái chất giúp nuôi dưỡng và bảo vệ tóc và móng của chúng ta được chắc khỏe hơn. Ngoài ra trong quả bơ còn chứa hàm lượng vitamin E, vitamin B giúp bảo vệ sợi tóc không bị khô, không bị hư tổn, đồng thời giúp ngăn ngừa rụng tóc và hạn chế tình trạng gầu ở trên da. Thậm chí dầu của quả bơ cũng rất hữu hiệu đối với những làn tóc bị khô, bị sơ rít sau khi tắm hồ hoặc là khi bơi biển đó các bạn. Đồng thời để móng tay, móng chân chắc khỏe hơn, chúng ta cũng có thể sử dụng tinh dầu bơ để sức lên vùng móng tay, móng chân của chúng ta, giúp dưỡng ẩm cho móng tay, móng chân và ngăn ngừa tình trạng bị gãy móng. Công dụng tiếp theo của quả bơ đó chính là giúp giảm cân. Trong quả bơ có chứa hàm lượng lớn chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa, và đây là xem là những cái chất giúp chúng ta no lâu hơn, đánh lừa cảm giác của chúng ta, giúp chúng ta cảm giác không thèm ăn. Và các nghiên cứu cho thấy là việc chúng ta ăn quả bơ điều độ sẽ giúp giảm vòng eo của chúng ta cũng như giúp giảm cân nặng của chúng ta nếu chúng ta ăn điều độ. Việc chúng ta sử dụng bơ để giảm cân nó như là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta ăn điều độ thì nó sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Nếu chúng ta ăn với một lượng quá mức quá nhiều thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta tăng cân nhanh chóng. Nên các bạn cẩn trọng nhé. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những cái vấn đề xoay quanh về công dụng làm đẹp của quả bơ đối với làn da và cơ thể của chúng ta. Các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Điệp Điền Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điệp Điền Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!